Trong 9 tháng năm 2023, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng của người dân từng bước được nâng lên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về trật tự xây dựng, giao thông đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đồng thời tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Theo đó, tổ chức 650 đợt ra quân làm trật tự đô thị với 6.500 lượt người tham gia, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt 6 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.